Nếu như bạn thắc mắc thời gian có làm cho người đàn ông không có tình cảm với mình thành có tình cảm với mình hay không, thì đây là clip dành cho bạn. Cũng như My sẽ giải thích cho các bạn cái lý do vì sao nó lại như vậy. Và vẫn có nói cũ của My, nếu bạn ra đi giữa chừng thì bạn sẽ bỏ lỡ nhiều chi tiết nó đóng vai trò giúp các bạn thành công. Rồi, bây giờ My giả sử ha, có ba ông tiếp cận bạn. Một ông hói, một ông không hói nhưng mà lùn, và một ông không hói không lùn nhưng mà nói chuyện không có duyên. Bạn sẽ chọn ông nào? Ví dụ đi, My ví dụ bạn chọn ông lùn đi. Bởi vì bạn thấy lùn chẳng có vấn đề gì với bạn hết trơn á. Nhưng My thấy có vấn đề ha. My không thích lùn, My chọn ông hói. My thấy hói ok, nhưng mà có người nữa thấy hói giống đa cấp, không thích. Bạn sẽ chọn cái ông thứ ba, là cái ông ngoại hình bên ngoài không có gì bất ổn hết. Và với bạn không thấy cái ông thứ ba nói chuyện vô duyên. Ngược lại, thấy rất là có duyên luôn, nhưng mà cái duyên nó hơi lạ thôi. Thì bạn thấy đó, có ba ông đến với bạn, bạn chỉ thấy có tình cảm với một ông thôi. Vậy thì giờ á, mấy cái ông mà bạn không thích á, ông kéo tới nhà bạn, ông hỏi tại sao? Tại sao em không thích anh? Anh làm gì sai với em? Đâu có đâu anh, anh đâu có làm gì sai đâu. Anh không làm gì sai, vậy thì tại sao em lại không thích anh? Ủa thì em thích ai là quyền của em chứ. Anh không có làm gì sai đâu, đồng nghĩa là em phải chọn anh đâu. Đó, vậy thì đâu phải người đàn ông nào tiếp cận bạn cũng bắt bạn phải thích anh ta đâu, đúng không? Người nào bạn thấy bị thu hút thì mình bị thu hút thôi. Vậy thì người đàn ông cũng như vậy. Đâu phải người phụ nữ nào tiếp cận anh ta nói chuyện thì anh ta cũng thích được đâu, đúng không các bạn? Và bạn không thể bắt anh ta phải thích mình. Và bây giờ My sẽ giải thích lý do vì sao mình có rung động với người này nhưng lại không có rung động với người kia nè. Về cái mặt khoa học á, một cách ngắn gọn ha, còn nếu mà nói chi tiết hơn thì My có nói trong khóa học của My. Cái cảm giác rung động ban đầu người đàn ông có với một cô gái, nó phụ thuộc rất lớn vào quá khứ anh ta đã trải qua những gì. Và chúng ta không thể đào hết quá khứ của một người lên để tìm hiểu. Và cái quá khứ là cái quá khứ của họ, nên chuyện muốn họ phải có tình cảm với mình là việc nằm ngoài thứ mình có thể kiểm soát. Nó không nằm trong tay mình. Và mình phải chấp nhận được cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý mình. Khi một người đàn ông không có tình cảm với mình thì chỉ đơn giản là anh ta không đến thôi. Không ai thua thiệt trong cái việc này hết trơn. Bạn nên nhớ là anh ta không có tình cảm với bạn, nó không đồng nghĩa những người đàn ông khác cũng như vậy. Vậy thì cái thứ chúng ta có thể kiểm soát được ở đây là gì? Đó là việc mình trở thành người phụ nữ như thế nào mà thôi. Khi bạn trở thành người phụ nữ thế nào thì sẽ có những người thích hợp với cái bạn đang là đó đó, và họ sẽ thấy bị bạn thu hút. Và nhiều khi đó là người đàn ông khác chứ không phải ông này. Nhưng rất nhiều bạn nữ lại làm ngược lại. Đó là thay vì các bạn chấp nhận anh ta không muốn đến với mình và mình cần phải đi tiếp, thì bạn lại chọn cách ở lại, chiều chuộng và phục vụ, lấy lòng người đàn ông để chi? Để một ngày nào đó anh ta sẽ có tình cảm với mình. Thật ra đây không phải là lỗi của bạn, mà chỉ là chưa ai hướng dẫn cho các bạn biết nên làm gì là đúng thôi. Bạn chưa thấy có hướng đi nào khác tốt hơn, nên đó là điều duy nhất bạn làm. Khi người phụ nữ không có nhiều sự lựa chọn, cô ta sẽ rất dễ bám víu vào một người đàn ông, một thứ gì đó, vì nó là thứ duy nhất làm cô ta vui. Đó là lý do cốt lõi bạn ở lại với người đàn ông mà anh ta không có tình cảm như mình. Mà người ta hay dùng cái từ vui đó, đó là mình lụy. Mà cái từ trend bây giờ đó là có hiếu với trai. Đó đó. Vậy thì đến đây sẽ có nhiều bạn thắc mắc vậy. Đó là tại sao người đàn ông không thể chuyển từ tình cảm thành có tình cảm được vậy My? Thì cái câu trả lời đó là mỗi giới được thiết kế khác nhau các bạn. Và nó đã được lập trình từ trước khi bạn sinh ra rồi. Bạn không thể đi ngược với quy luật được. Tình cảm người phụ nữ có thể đến từ sự chân thành, nhưng người đàn ông thì đến từ những lần đi chinh phục. Phụ nữ mình có thể từ đầu không có tình cảm, nhưng người ta đi theo mình riết á, có thể là mình có nha. Mà trong đó có thể là thương hại nè, thấy tội nghiệp nè, thấy thích nè. Đó, nói chung là một nùi cái cảm giác như vậy mà mình đến với người đàn ông đó. Nhưng người đàn ông thì khác. Nếu vài lần đầu người đàn ông gặp bạn mà anh ta không có tình cảm thì bạn có múa lửa, múa cột cũng không. Nhưng với những người mình tạm dùng hai chữ là đàng hoàng ha, thì họ sẽ né mình, họ từ chối tình cảm với mình thôi, họ không có thèm mình. Nhưng với những người có ý đồ không tốt,
mà thấy bạn thèm khát họ là họ hốt xác các bạn ngay. Mi nói cái này không phải là làm xấu mặt người đàn ông, mà Mi muốn các bạn nữ hiểu được rằng cái nhu cầu thể xác của người đàn ông luôn có. Nên nếu bạn thèm khát anh ta và anh ta thì không mất gì cả, thì chẳng có cái lý do gì họ từ chối bạn, trừ khi lý trí của người đó rất là vượt. Bạn có biết là mình nóng không? Bạn biết chứ. Rồi bạn có bao giờ tự dặn lòng là ok, lần sau chuyện này xảy đến thì mình bớt nóng nảy không? Có chứ. Vậy thì chuyện gì xảy ra? Có phải là bạn vẫn nóng đúng không? Nóng là bản năng, cảm xúc luôn thắng lý trí. Chỉ là mình đừng đưa mình vào môi trường khiến mình phải làm những việc không đúng mực mà thôi. Khi bạn thèm khát và theo đuổi người đàn ông như vậy, thứ nhất, người đàn ông thấy bạn là đang thèm khát anh ta. Và không có gì mất sức hút hơn là người phụ nữ phải dựa vào người đàn ông đó thì mới sống được. Và nó không có kết quả các bạn. Thứ hai, bạn sẽ mất đi cái sự tự tin của bản thân mình qua những lần đó, bởi vì những điều bạn làm liên tục không có kết quả gì cả và bạn cũng không được công nhận. Và thứ ba là bạn sẽ rất khó đứng dậy khi anh ta có người khác, và nguy cơ bạn bị hốt xác mình nói dễ như ăn chè, như mình đã chia sẻ phía trên. Rồi vậy thì dựa trên tất cả những gì mình đã phân tích cho các bạn, bạn sẽ thấy rằng một người đàn ông không có tình cảm với mình thì đó là việc mình không thể kiểm soát được và nó không nằm trong tay mình luôn. Và nếu bạn ở lại chiều chuộng họ, mong một ngày nào đó họ sẽ có tình cảm với mình, thì bạn đang chống lại quy luật và chắc chắn bạn sẽ bị đau. Rồi, nếu như đến đây có những bạn nữ nào bảo là bây giờ lỡ anh ta có tình cảm với mình sau này thiệt thì sao, thì mới xin trả lời là không có. Anh ta sẽ bị neo lại bởi thói quen, bởi thương hại đồ này nọ kia nhiều hơn. Và đó là dấu hiệu cho thấy bạn sẽ bị đau ở cái đoạn sau. Nếu anh ta có tình cảm, anh ta đã đến với bạn ngay tại lúc này rồi. Cái cách duy nhất để bạn có cơ hội cao nhất người đàn ông chú ý đến mình, đó là thứ nhất, bạn ngưng làm những việc giảm sức hút của mình đi. Đó là ngừng lấy cái sự chân thành để cảm hóa người đàn ông. Mình ngưng làm những việc này là mình giảm thiểu cái bị đau của mình. Người ta là con người chứ không phải hổ đâu mà cảm hóa các bạn nha. Rồi thứ hai, đó là bạn nở hoa với chính cuộc sống của mình, cho mình thêm nhiều khía cạnh xung quanh, thì tự nhiên cái cần trai của mình đó, nó còn có một chút ép à, nó giúp bạn buông nhẹ nhàng hơn. Và thứ ba là bạn đem bông hoa đó đi ra ngoài để người đàn ông khác thấy mà tiếp cận bạn. Bạn nhớ không? Anh ta không có tình cảm với bạn không đồng nghĩa là người khác không thấy bạn thu hút. Làm sao người khác thấy được bạn khi bạn cứ ở khư khư ở nhà rồi ở bên cạnh người đàn ông này? Có phải là bạn đang tự giới hạn lại những cái tiềm năng của mình có thể mình sẽ có hay không? Thì chốt lại vấn đề, ngưng làm những thứ không ra kết quả, nở hoa và đưa bông hoa đó ra ngoài. Đó là tất cả những gì bạn cần làm. Và khi bạn làm những điều đó rồi, bạn sẽ thấy nè, tự nhiên mình không có thèm khát, không muốn theo đuổi người đàn ông đó nữa. Tự động cái cảm giác đó nó ít lại, bởi vì giờ đây bạn đã đặt năng lượng của mình dần dần vào việc khác. Đến đây nhiều bạn sẽ thấy như vậy nè, rồi ok giờ mình biết hết rồi đó, mình đau nhưng mình vẫn cố chấp thì sao Mi? Thì Mi xin nói với các bạn như thế này, những người cố chấp chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp. Bởi vì bản chất của cố chấp chính là mình không đủ sức đối diện với thực tế, và những điều tốt đẹp thì luôn nằm ngoài vùng an toàn của mình. Bạn cố chấp thì cuộc đời nó vẫn vận hành theo cách của nó. Bạn không đối diện với thực tế, bạn không chấp nhận thực tế, nhưng thực tế không vì bạn mà nó nương tay với các bạn đâu. Bạn cần trải qua nỗi đau, sự khó chịu một chút và một chút nước mắt nữa để bạn đánh đổi tương lai tốt hơn của mình. Bạn sẽ mất người đàn ông này, nhưng bạn hãy nhớ rằng bạn luôn có nhiều hơn khi bạn buông họ. Ai cũng cần trải qua tan vỡ và thay đổi hết. Bạn không một mình, tất cả mọi người đều như vậy. Vậy thì nếu là Mi sẽ làm gì khi mình dính vào trường hợp đó? Mi đã làm và Mi nhận ra chúng ta sẽ luôn nhận được nhiều hơn khi dám buông những thứ làm mình đau xuống. Và nếu chỉ cần nỗi đau, nước mắt, sự khó chịu mà thứ Mi đánh đổi lại là tương lai của Mi có thể tốt hơn, thì không có lý do gì mà Mi không làm hết. Tất cả những gì bạn muốn đều nằm phía bên kia nỗi sợ hãi các bạn nghe. Và nếu như những chia sẻ này của Mi xứng đáng để nhận được sự chú ý từ bạn, thì cùng nhấn vào nút theo dõi Mi để cùng thấy Mi trong những nội dung tiếp theo. Hoặc bạn có thể tag bạn bè mình vào video này nếu bạn thấy họ trong đây nhé. Và mình là